Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu món cái này là sườn già đó các bạn, mình có nửa ký sườn già ha. Rồi để một chút xíu mình sẽ chế nước sôi mình trụng cái sườn già này ha các bạn ha. Này mình rửa sạch bằng nước muối rồi, nhưng mà một chút nữa để cho ấy mình trụng nước sôi lại nữa. Thì nấu canh cải chua thì đây cải chua này nhà mình làm các bạn ơi. Mình làm cả tháng trước rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó. Cải ngon quá cả nhà ơi. Ha. Ngon quá chừng luôn. Non ngon quá chừng luôn. Rất là ngon luôn á cả nhà. Mình để tại vì cải mình sợ nó chua quá, nó chua lắm rồi. Khi nó chua rồi mình chưa có ăn hết á, mình để vào ngăn mát tủ lạnh á, thì nó sẽ hạn chế cái sức chua. Còn nếu mà các bạn cảm thấy chua nữa thì các bạn có thể ướp đường, hoặc là các bạn có nấu canh gì nè mà các bạn sợ chua thì các bạn có thể rửa lại bằng nước lọc hang cho nó sạch hang, cho nó hạn chế cái sức chua thôi. Chứ cải này là của mình, là mình làm sạch lắm, thành ra mình để như vậy mình nấu mình không có rửa, tại vì mình thích chua. Còn các bạn nào chua thì rửa lại cho nó bớt cái xả, bớt cái nước chua vậy thôi ha. Bữa này mình để như mình ăn cũng được nữa nè, để mình kiếm miếng mỏng mỏng mình ăn coi. Để mình ăn miếng này giòn ngon lắm cả nhà ơi. Ngon quá chừng luôn. Để cả tháng trong tủ lạnh này mà lấy ra cũng còn ngon quá nè ha. Ngoài ra cái để niêm canh này á, mình không có sử dụng hành lá các bạn, mà đây mình có lá quế. Nấu canh dưa cải chua hầm dĩa xương á, mình niêm lá quế nó rất là ngon, nó ngon hơn niêm hành nhiều lắm các bạn ơi, thành ra mình sử dụng là niêm lá quế. Lá quế niêm vô cái canh cải chua này nó rất là thơm ngon ha. Hành lá bình thường thì mình sử dụng thông dụng, nhưng mà cái canh này là sử dụng hành lá nó không có thơm bằng. Rồi bây giờ để mình đi trụng nước sôi này, rồi mình đi hái cái miếng dưa này cho nó nhỏ lên chút ha, rồi mình nấu canh đó các bạn. Dưa cải chua hầm xương hôm nay mình chia sẻ cái món này. Chào các bạn, sau khi mình trụng nước sôi cái sườn già đó các bạn, xong rồi cái nước ở đây cũng sôi, cái mình cho vào mình ướp cái gì đó, cái sườn già mình trụng nước sôi xong mình ướp muối tiêu bột ngọt. Còn nếu mà các bạn có hạt nêm thì các bạn thích các bạn có thể cho vào ha. Rồi sau khi mình cho sườn vào đây thì nó cũng nổi bọt lên, thì mình cũng hớt cho nó trong cái nước nha các bạn. Để mình hết cho sạch cái này rồi mới cho dưa cải chua vào. Này là sườn già các bạn. Nãy giờ mình quên mở đèn nữa. Con mình mới mở đèn cho mình á. Rồi để mình hết hết này rồi mình sẽ cho dưa cải chua vào. Cả nhà ơi, sau khi mình trụng cái nước sôi cái thịt này, mình ướp muối tiêu bột ngọt vô trong cái thịt này nha các bạn. Nửa giờ sau mình bắt đầu đem ra nấu nè, mình cho vào đây mình nấu nãy giờ mình cũng hớt bọt và các bạn thấy đó ha. Bây giờ cái này nó cũng sôi mấy dạo rồi, nó cũng gần mềm rồi. Bây giờ mình cho dưa cái chua vào đi ha. Cái dưa cái chua này nhà mình làm ngon quá cả nhà ơi. Thì các bạn trong kênh của mình đó, mình có tới mấy video để mà chia sẻ cách làm cải chua ngon đó, hướng dẫn làm cải chua ngon đó các bạn. Nếu mà các bạn nào có quan tâm thì vào kênh Gia Đình Nhỏ coi ủng hộ mình ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình đậy lên đây một chút đi ha, cho nó mình hầm thêm hơi nữa cho xương nó mềm với cho cải chua nó ra nước á.
Trong thời gian mà mình hầm như cái chua với xương đó các bạn, mình ra ngắm bông chút cả nhà ơi. Cái hoa giấy ca đỏ đỏ hồng hồng phía bên nhà đối diện đẹp quá à. Còn cái hoa giấy cam cam là của nhà mình đây, cái này nguyên một một nha nhánh luôn nè cả nhà, nguyên một nha chùm, nó mới nụ nở, có nụ trắng trắng đó cả nhà, bông trắng trắng đó ha. Rồi ở trên đây nữa nè, hoa giấy cam của nhà mình. Đây, đây là vàng tigon của mình. Đây là hoa tigon nè các bạn. Đây là tigon nè các bạn, cây tigon. Còn cái hoa nó mọc lại, nó bò tuốt tuốt ra ngoài xa đó, nó hồng hồng, nó tuốt ở ngoài đó các bạn. Còn cái hoa vàng vàng là hoa chuông vàng của nhà mình ha. Còn cái cây bông này mình trồng cây cúc sơn nhái nên nó lớn quá trời mà nó bò ra tuốt ngoài này luôn đó. Các bạn thấy là bông cam cam đó là cây cúc sơn nhái đó. Còn đây là bụi xả, bụi xả này, bụi xả ngoài sau hè, còn bụi xả ngoài trước sân trước nữa. Đây hồ cá của nhà mình, cá đâu hết rồi, cá ơi sáng cho ăn nó lên đông lắm. Cá cam cam các bạn thấy đó là cá Hà Lan đó các bạn, cái đó là loại loại đó là cá Hà Lan á, cá Hà Lan nói chung với cá bảy màu. Rồi thư giãn chút ha, giờ mình coi chứ giờ mình coi nồi canh của mình đây. Ơi thơm mùi dưa cải chua với sườn đồ á bay ra tới ban công nhà hàng xóm luôn nữa. Nãy giờ mình hầm sườn già đó với lại dưa cải chua cũng mềm mềm rồi nè các bạn, ngon quá các bạn ơi, thơm quá. Rồi giờ mình cho, mình đã bớt lửa rồi đó các bạn, nãy mình đã đi nếm rồi ha. Rồi giờ mình cho rau lá quế vô các bạn ơi, mình không dám đưa máy sát vô, đưa máy sát vô nó nóng máy, nó hư máy. Cái món canh này rất là dễ ăn luôn, cải chua hầm sườn già ha. Rồi hôm nay mình chia sẻ cái món ăn của gia đình mình đó là dưa cải chua mà nhà mình làm á nha các bạn. Mình hầm với sườn già nha các bạn, sườn già có gân gân nè ha. Thì các bạn có móng giò heo các bạn làm hầm với cái này cũng rất là ngon luôn ha. Nhưng mà sáng ông xã mình không đi trễ quá à, thành ra có còn sườn già thì mình mua sườn già. Rồi mình chia sẻ cái món ăn của mình đến đây mình kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.